anh trả lời đúng. Câu hỏi tiếp theo. Ở người có 4 nhóm máu chính là A, B, AB và C, D, O, V. 5 giây bắt đầu. Ở người có 4 nhóm máu chính là A, B, AB và nhóm máu O. Câu hỏi này chỉ có 3 thí sinh trả lời chính xác. Động vật nào là loài chạy trên hai chân nhanh nhất? Gà Tây, gà Gô, đà điểu, chuột túi. 5 giây bắt đầu. Động vật nào là loài chạy trên hai chân nhanh nhất? Đáp án đúng của chúng ta là đà điểu. Và tất cả các thí sinh trả lời đúng câu hỏi này. Chúc mừng các em. Thủy điện Hòa Bình được xây dựng trên sông nào? Sông Đà, sông Hồng, sông Tiền, sông Hậu. 5 giây bắt đầu. Thủy điện Hòa Bình được xây dựng trên sông nào? Trên sông Đà. Và có 5 thí sinh trả lời đúng câu hỏi này. Câu hỏi thứ 6. Ai là tác giả của cuốn Đại Thành Toán Pháp? Nguyễn Hiền, Lương Thế Vinh, Nguyễn Bỉnh Khiêm và Mạc Đỉnh Chi. 5 giây bắt đầu. Ai là tác giả của cuốn Đại Thành Toán Pháp? Đó là nhà toán học Lương Thế Vinh. Đã có 5 thí sinh trả lời đúng câu hỏi này. Lúc này đây chúng tôi cũng muốn mời quý vị khán giả và các thí sinh cùng nhìn lại số điểm các em đã ghi được sau 6 câu hỏi đầu tiên. Thí sinh Phạm Quang Tuấn đang tạm ở vị trí dẫn đầu, em ghi được 6 điểm. Tiếp theo là các thí sinh Nguyễn Kế Thanh, Thái Hoàng Duy và Hoắc Phú Cường đồng ghi được 5 điểm. Thí sinh Phan Viết Hậu ghi được 4 điểm. Mong rằng các thí sinh hãy tiếp tục cố gắng, các em vẫn còn 3 câu hỏi ở vòng 1. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 7. Người ta thường sử dụng loại lông gì để làm nguyên liệu sản xuất những trái cầu lông? Lông chim én, lông chim yến, lông bồ câu và lông ngỗng. 5 giây bắt đầu. Người ta thường sử dụng loại lông gì để làm nguyên liệu sản xuất những trái cầu lông? Người ta dùng lông ngỗng. Và tất cả các thí sinh đều trả lời đúng câu hỏi này. Chúc mừng các em. Quốc gia nào có diện tích lớn nhất Nam Mỹ? Argentina, Brazil, Peru, Uruguay. 5 giây bắt đầu. Quốc gia nào có diện tích lớn nhất Nam Mỹ? Là Brazil. Và có 2 thí sinh trả lời đúng câu hỏi này. Chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng của vòng 1, câu hỏi thứ 9. Theo truyền thuyết, rùa thần đã cho Lê Lợi mượn vật gì để chống giặc Minh? Thanh kiếm, cung tên, cây nỏ và trường thương. 5 giây bắt đầu. Rùa thần đã cho Lê Lợi mượn thanh kiếm và câu hỏi này tất cả các thí sinh đều trả lời đúng. Chúc mừng các em. Tiếng chuông vừa rồi cũng đã báo hiệu rằng 9 câu hỏi của vòng thi đầu tiên đã trôi qua. Chúng ta sẽ cùng được biết điểm số của các thí sinh sau vòng thi đầu tiên. Vị trí đầu tiên thuộc về thí sinh Phạm Quang Tuấn, em ghi được 9 điểm. 3 thí sinh cùng ghi được 7 điểm là Nguyễn Chí Thanh, Thái Hoàng Duy và Hoắc Phú Cường. Phan Viết Hậu ghi được 6 điểm. Thí sinh cùng ghi được 4 điểm là Nguyễn Hoàng Vũ, Trần Nhật Nguyên và Trần Tuấn Dũng. Như vậy, 3 thí sinh Hoàng Vũ, Nhật Nguyên và Tuấn Dũng phải tham gia vòng thi loại trực tiếp với hình thức ghép đáp án để chọn ra một thí sinh cùng có mặt ở vòng 2 của chương trình hôm nay. Bây giờ mời các em hướng về màn hình để biết đề thi dành cho các em ở phần thi ghép đáp án. Cột 1, con vật gồm khỉ, rồng, ngựa, gà. Cột 2, hệ can chi gồm dậu, thân, thìn, ngọ.
quả của phần thi ghép đáp án như sau: 1B, 2C, 3D, 4A. Chúc mừng thí sinh Nguyễn Hoàng Vũ đã tiếp tục có mặt ở vòng 2 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Và như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ chia tay với hai thí sinh Trần Nhật Nguyên và Trần Tuấn Dũng. Hai em sẽ ra về với kỷ niệm chương và phần học bổng trị giá 500.000 đồng. 6 thí sinh còn lại sẽ tiếp tục đến với vòng 2 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Ở vòng 2, để xác định vị trí đứng và thứ tự ưu tiên, các thí sinh sẽ cùng tham gia trò chơi giải mã. Và bây giờ, mời các thí sinh cùng hướng lên màn hình để được biết đề thi dành cho các em ở phần giải mã. Chỉ số của các em 244 và gợi ý là kích cỡ. Đã có 2 thí sinh giải mã thành công, 3 thí sinh thứ 4. Chúng ta đã tìm được đáp án ở trò chơi giải mã, đó là từ tích. Kết quả của trò chơi giải mã đã giúp chúng ta xác định được vị trí của các thí sinh ở vòng 3. Vị trí số 1 là thí sinh Thái Hoàng Duy. Vị trí số 2, Phạm Quang Tuấn. Vị trí số 3, Nguyễn Chế Thanh. Vị trí số 4, Phan Viết Hậu. Vị trí số 5, Nguyễn Hoàng Vũ. Vị trí số 6, Hoắc Phú Cường. Ở vòng 2, các thí sinh sẽ lần lượt lựa chọn 2 lĩnh vực trên số 12 lĩnh vực hiện ra trên màn hình. Mỗi lĩnh vực sẽ được lựa chọn một lần mà thôi. Trong 30 giây, các thí sinh sẽ trả lời các câu hỏi trong lĩnh vực mà mình lựa chọn. Trả lời đúng các em ghi được 1 điểm, sai không có điểm. Chúng ta sẽ đến với lượt lựa chọn đầu tiên của thí sinh Thái Hoàng Duy. Chào Duy, trong 12 lĩnh vực trên màn hình thì Duy nghĩ rằng lĩnh vực nào là sở trường của em? Dạ, em nghĩ là toán học là sở trường của em. 30 giây bắt đầu. Trong 4 phép tính cộng trừ nhân chia, phép tính nào được thực hiện từ trái sang phải khi đặt phép tính? Cộng và trừ. Phép chia. Có thể chia hình vuông 1m vuông thành bao nhiêu hình vuông 1cm vuông? 100. 10.000. Một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó có chia hết cho 3 hay không? Không. Có. Hình bình hành có thể chia thành hai hình tam giác có diện tích như thế nào với nhau? Bằng nhau. Đúng. 2/3 nhỏ hơn hay lớn hơn 3/4? Lớn hơn. Nhỏ hơn. Miếng đất hình vuông có diện tích 1 km vuông cạnh miếng đất đó dài bao nhiêu mét? 100 mét. 1.000 mét. Ở lượt lựa chọn đầu tiên của mình, Hoàng Duy đã ghi được 1 điểm. Chúng ta sẽ đến với lượt lựa chọn tiếp theo của Phạm Quang Tuấn. Chào Tuấn. Dạ. Lúc này em cảm thấy như thế nào? Dạ, hơi hồi hộp. Hơi hồi hộp chút xíu. Mong rằng em sẽ thật tự tin và bình tĩnh. Em chọn lĩnh vực nào đây? Dạ, em chọn lĩnh vực lịch sử. Để trị thủy sông Hồng, triều đại nhà Trần đã bắt đầu công việc gì? Đắp đê hay đào kênh? Đúng. Địa danh Nải Chi Lăng thuộc tỉnh nào của nước ta ngày nay? Lạng Sơn. Đúng. Vị trạng nguyên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử nước ta? Đúng. Khi tập kết ra Bắc năm 1954, cán bộ miền Nam đã tặng Bắc Hồ cây gì của đồng bào miền Nam? Cây vú sữa. Nguyễn Huệ lên ngôi vua ở Phú Xuân hay Thăng Long? Phú Xuân. Trong các tướng nhà Trần chống quân Nguyên, Trần Khánh Dư là tướng thủy quân hay lục quân? Thủy quân. Đúng. Tiếp theo triều đại nhà Lý ở nước ta là nhà Hậu Lê hay nhà Trần? Đúng. Quang Tuấn đã ghi được 5 điểm với lượt lựa chọn đầu tiên của mình. Chúc mừng em. Ở thí sinh Nguyễn Chế Thanh, với 10 lĩnh vực còn lại thì Thanh tự tin với lĩnh vực nào? Dạ là thế giới tự nhiên. 30 giây bắt đầu. Loài ngựa vằn sống chủ yếu ở châu lục nào? Châu Mỹ. Châu Phi. Nước đường được gọi là dung dịch hay dung môi? Dung môi. Dung dịch. Trong hệ mặt trời có hành tinh nào có sự sống như trái đất hay không? Không. Đúng. Chất nào trên trái đất tồn tại ở cả 3 dạng rắn, lỏng và khí? Bỏ qua. Nước. Loài cá nào dùng đuôi làm vũ khí tự vệ, cá đuối hay cá kiếm? Cá kiếm. Ai cá đuối? Cá đuối. Ngựa hay trâu thuộc nhóm động vật nhai lại? Ngựa. Trâu. Cơ thể chúng ta có thể tự sinh ra vitamin C hay do nguồn bên ngoài cung cấp? Nguồn bên ngoài cung cấp. Đúng. Ở lượt lựa chọn đầu tiên, thí sinh Chế Thanh đã ghi được 3 điểm cho mình. Chúng ta sẽ đến với lượt lựa chọn của Phan Viết Hậu.
cậu sẽ tự tin với lĩnh vực nào đây? Dạ, thưa chị, em sẽ tự tin với lĩnh vực tiếng Việt ạ. 30 giây bắt đầu. Điện ngữ trong câu tôi muốn ai cũng được đi học là gì? Ai cũng được đi học. Đúng. Câu kể còn được gọi là câu trần thuật hay câu nghi vấn? Câu nghi vấn. Câu trần thuật. Những từ mô phỏng các tiếng động được gọi là từ gì? Qua. Từ tượng thanh. Chủ ngữ của câu em bé khóc suốt đêm qua? Em bé. Đúng. Người ta dùng dấu gì để tách phần chú thích với các bộ phận khác của câu? Dấu chấm than. Dấu mặt đơn. Trong tiếng Việt, những từ đọc giống nhau nhưng nghĩa khác nhau thường được gọi là từ gì? Từ trái nghĩa. Cùng âm khác nghĩa. Viết Hồ đã ghi được 3 điểm đầu tiên ở phần thi thứ 2. Xin chúc mừng em. Và giờ đây là lượt lựa chọn của thí sinh Nguyễn Hoàng Vũ. Những chủ đề còn lại trên màn hình thì Vũ sẽ chọn chủ đề nào cho mình? Dạ, em chọn chủ đề thưởng thức cuộc sống. Muốn phòng bệnh dịch hạch, ta phải tích cực tiêu diệt loài vật nào? Bỏ qua. Chuột. Trong cờ tướng có bao nhiêu loại quân cờ? 24. 7. Trẻ em cần ngủ nhiều hơn hay ít hơn người lớn? Nhiều hơn. Đúng. Trong các bữa ăn hàng ngày, bữa ăn nào có vai trò quan trọng nhất để chúng ta hoạt động trong ngày? Sáng. Đúng. Khi trời lạnh, ta mặc nhiều áo mỏng sẽ cảm thấy lạnh hơn hay ấm hơn khi chỉ mặc một áo dày? Lạnh hơn. Ấm hơn. 2 điểm đã dành đến thí sinh Hoàng Vũ. Và giờ đây thí sinh cuối cùng, thí sinh Hoắc Phú Cường đang chuẩn bị để đến lượt lựa chọn của mình. Em chọn lĩnh vực nào? Dạ, em chọn lĩnh vực kỹ thuật xã hội. Tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh sẽ nối liền chợ Bến Thành, Suối Tiên. Thành phố Hồ Chí Minh đã chọn năm nào là năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị? 2008. Đúng. TV xuất hiện đầu tiên tại Anh hay Nhật? Anh. Đúng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi đâu có đền thờ các vua hùng? Phú Thọ. Thảo Cầm Viên. Khi tỷ lệ tăng dân số là số âm thì dân số giảm hay tăng? Tăng. Giảm. Chơi đá banh trên lòng đường giao thông có bị phạt vi phạm vi cảnh hay không? Có. Đúng. Máy bay lớn nhất thế giới hiện nay là Boeing 747 hay A380? Boeing 747. A380 mới là câu trả lời chính xác. Và như vậy, Cường đã ghi được 3 điểm với lượt lựa chọn này của mình. Chúc mừng các thí sinh đã hoàn thành xong lượt lựa chọn đầu tiên. Và bây giờ, hãy cùng nhìn lên màn hình để biết điểm số của các thí sinh. Ghi được 5 điểm là Phạm Quang Tuấn ở vị trí dẫn đầu. 3 thí sinh đồng 3 điểm là Nguyễn Thế Thanh, Phan Viết Hậu và Hoắc Phú Cường. Chúng ta trở lại với lượt lựa chọn của Thái Hoàng Duy. Em chọn lĩnh vực địa lý. Lĩnh vực địa lý. Phần lớn sản lượng lúa gạo của cả nước ta là do vùng nào sản xuất? Nam Bộ. Đồng bằng sông Cửu Long. Đúng. Thành phố nào là trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long? Cần Thơ hay Mỹ Tho? Cần Thơ. Đúng. Vùng nào của nước ta tập trung nhiều dân tộc anh em chung sống nhất? Tây Nguyên hay Tây Bắc? Tây Nguyên. Đúng. Cây công nghiệp nào là thế mạnh của miền Đông Nam Bộ? Cao su hay cà phê? Cao su. Đúng. Nước nào trên thế giới xảy ra hiện tượng vòi rồng và lốc xoáy cũng như làm phim về các hiện tượng này nhiều nhất? Mỹ. Đúng. 90 độ vĩ bắc là vị trí của điểm đặc biệt nào trên trái đất? Cực Nam. Bắc Cực. Ở câu trả lời cuối cùng thì Hoàng Duy đã chưa ghi điểm, thế nhưng em cũng đã rất xuất sắc để ghi được thêm 4 điểm ở lượt lựa chọn thứ 2 của mình. Chúc mừng em. Tiếp tục là lượt lựa chọn của Quang Tuấn. Thưa chị, em chọn lĩnh vực thể thao. 30 giây bắt đầu. Trong môn bóng chuyền, đội chơi được quyền chạm bóng tối đa mấy lần trước khi đưa bóng qua lưới? Đúng. Trong số các quả bóng của các thể thao, quả bóng nào nhẹ nhất? Bóng bàn. Môn võ thi đấu nào được coi là đặc trưng truyền thống của Nhật Bản? Đúng. Độ cao tối đa trong môn nhảy cầu hiện nay là 5m hay 10m? Đúng. Vận động viên Nguyễn Hữu Việt đã 2 lần vô địch SEA Games ở nội dung thi đấu nào? 100m ít. Tại một thời điểm trên sân đá bóng có tối đa bao nhiêu cầu thủ đang thi đấu? 22. Thái cực đạo là tên tiếng Việt của môn võ nào? Taekwondo. Quang Tuấn đã ghi được 3 câu ở lượt lựa chọn thứ hai của mình, nâng điểm số của em lúc này lên 8 điểm. Chúc mừng em. Lượt lựa chọn tiếp theo là của Chế Thanh. Thưa chị, em chọn lĩnh vực nghệ thuật.
30 giây bắt đầu. Nghệ sĩ nào hiện đang dẫn chương trình siêu quậy tí hon của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh? Anh Tình Toàn. Đúng. Các bạn nhỏ tham gia chương trình truyền hình Bí mật gia đình cùng với ai? Ba Học Mẹ. Đúng. Núi Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng nổi tiếng với nghệ thuật điêu khắc trên chất liệu gì? Thạch cao. Đá. Kiến trúc cổ được người phương Tây xưa xếp vào loại hình nghệ thuật không? Có. Đúng. Đàn tính là nhạc cụ của đồng bào dân tộc ít người ở vùng núi phía Bắc hay Tây Nguyên? Tây Nguyên. Vùng núi phía Bắc. Và như vậy kết thúc lượt lựa chọn của mình, Chế Thanh đã ghi thêm được 3 điểm. Tổng số điểm thêm ở phần 2 là 6 điểm. Thí sinh Phan Viết Hậu sẽ tiếp tục lượt lựa chọn của mình. Mời em. Dạ, em chọn chủ đề danh nhân. Mong rằng em sẽ thành công với chủ đề này. 30 giây bắt đầu. Ở thành phố Hồ Chí Minh có đường Canmet. Canmet là một bác sĩ hay nhạc sĩ người Pháp? Bác sĩ. Đúng. Lê Thị Riêng là nữ liệt sĩ trong thời kỳ chống Pháp hay chống Mỹ? Mỹ. Đúng. Vị tướng nào đã hy sinh cứu Lê Lợi trong cuộc kháng chiến chống quân Minh? Ủa. Lê Lai. La Văn Cầu là anh hùng trong kháng chiến chống Pháp hay chống Mỹ? Chống Pháp. Đúng. Nhà bác học Einstein nghiên cứu về lĩnh vực vật lý hay hóa học? Hóa học. Vật lý. Nhà bác học Faraday đã phát minh ra máy phát điện hay bóng đèn điện? Máy phát điện. Đúng. Thí sinh Phan Viết Hậu đã ghi thêm được 4 điểm ở lượt lựa chọn thứ hai của mình và tổng số điểm của em lúc này là 7 điểm. Chúc mừng em. Vũ. Em chọn âm nhạc. Tỉnh Bắc Ninh nổi tiếng với loại hình nghệ thuật dân gian nào? Cổ hoa. Hát quan họ. Hát xoan là nghệ thuật dân gian ở khu vực đồng bằng hay trung du Bắc Bộ? Đồng bằng. Trung du. Bài hát nào mở đầu bằng câu hờn căm bao lũ tham tàn phát xít? Cổ hoa. Kim đồng. Bài hát nào đã được nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác ngay khi Sài Gòn được giải phóng ngày 30 tháng 4 năm 1975? Cổ hoa. Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Những ca khúc không rõ tác giả lưu truyền trong nhân dân được gọi dân ca hay ca dao? Dân ca. Đúng. Hoàng Vũ ghi thêm cho mình được 1 điểm và tổng số điểm của em lúc này là 3 điểm. Còn lại lựa chọn cuối cùng thuộc về thí sinh Hoắc Phú Cường. 30 giây cho em bắt đầu. Bài thơ Tiếng Cà Trương của nhà thơ nữ nào? Bỏ qua. Xuân Quỳnh. Tác phẩm Sống Nhanh viết về người anh hùng điện ảnh nào? Nguyễn Văn Trỗi. Hãy đọc vế tiếp theo để hoàn thành câu thành dạ ngữ. Chịu. Làm đúng. Hãy đọc vế tiếp theo để hoàn thành câu thành ngữ. Bỏ qua. Câu trước, cái cày theo sau. Hãy đọc vế tiếp theo để hoàn thành câu tục ngữ ăn cây nào? Cây thấy. Đúng. Hãy đọc vế tiếp theo để hoàn thành câu thành ngữ ở ống thì tròn, ở ống thì dài. Hãy đọc vế tiếp theo. Đúng. Ban Sắc là nhà văn nổi tiếng của Pháp hay Ấn Độ? Ấn Độ. Pháp. Phú Cường đã hoàn thành lượt lựa chọn của mình. Và như vậy, chúng ta đã vừa đến với các câu hỏi trong 12 lĩnh vực dành cho các thí sinh ở vòng 2. Có lẽ quý vị cũng đang rất nóng lòng được biết điểm số của các thí sinh. Chúng ta hãy cùng theo dõi màn hình. Vị trí dẫn đầu là thí sinh Phạm Quang Tuấn. Em ghi được 8 điểm. Phan Viết Hậu 7 điểm. Ba thí sinh cùng được 6 điểm là Thái Hoàng Duy, Nguyễn Chế Thanh và Hoắc Phú Cường. Như vậy, ba thí sinh này sẽ cùng tham gia vòng thi loại trực tiếp với hình thức ghép đáp án để cùng chọn ra một thí sinh có mặt ở vòng 3 của chương trình hôm nay. Và giờ đây, xin mời ba thí sinh cùng hướng lên màn hình để biết đề thi dành cho các em ở phần ghép đáp án. Cột 1, loài vật gồm chim sâu, ngựa, mèo, gà. Cột 2 gồm chuột, cỏ, thóc, sâu bọ. Kết quả phần thi ghép đáp án 1D, 2B, 3A và 4C. Như vậy chúng ta đã xác định được 3 thí sinh có mặt ở vòng 3 của chương trình. Đó là thí sinh Phạm Quang Tuấn, Phan Viết Hậu và Nguyễn Chế Thanh. Hai thí sinh Thái Hoàng Duy và Hoắc Phú Cường sẽ chia tay với chương trình. Cùng với thí sinh Nguyễn Hoàng Vũ, ba em sẽ nhận được phần học bổng trị giá 500.000 đồng và kỷ niệm chương của chương trình. Ba thí sinh còn lại sẽ cùng tiếp tục đến với vòng 3 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Tương tự như vòng
vòng 2. Để xác định vị trí đứng và thứ tự ưu tiên ở vòng 3, các thí sinh cũng sẽ cùng đến với trò chơi giải mã. Và bây giờ là bộ đề thi giải mã dành đến các em ở vòng 3. Dãy số 2253. Chủ đề bánh ngọt. Kết quả giải mã như sau với dãy số 2253. Ta giải mã được từ Tech. Và như vậy kết thúc phần giải mã, chúng ta sẽ thấy được vị trí của các thí sinh trên màn hình. Vị trí số 1 là thí sinh Nguyễn Chế Thanh. Số 2 Phạm Quang Tuấn. Số 3 Phan Viết Hậu. Ở vòng 3, màn hình sẽ có 36 ô ứng với 36 câu hỏi. Trong đó có 6 câu hỏi ở mức độ khó ký hiệu là chữ K, 6 câu hỏi ở mức độ vừa ký hiệu là chữ V, còn lại là 24 câu hỏi dễ. Các thí sinh sẽ lần lượt trả lời 5 câu, thời gian tối đa của mỗi câu là 10 giây. Trả lời đúng một câu hỏi khó ghi được 3 điểm, một câu hỏi vừa ghi được 2 điểm, một câu hỏi dễ ghi được 1 điểm. Nếu như thí sinh chọn và trả lời đúng liên tiếp 5 câu hỏi trong cùng một hàng, hàng dọc, hàng ngang hoặc hàng chéo, thì ngoài số điểm ghi được ở từng câu, các em còn được cộng thêm 5 điểm ở phần thi này. Chúng ta sẽ đến với lượt lựa chọn đầu tiên của Chế Thanh. Chào em, hãy lựa chọn câu hỏi đầu tiên. Dạ được chị, là câu hỏi số 9. Tiểu thuyết của Trung Quốc mô tả các sự kiện thời Xuân Thu Chiến Quốc là Đông Chu Liệt Quốc hay Tam Quốc Diễn Nghĩa? Đông Chu Liệt Quốc. Một điểm dành đến Chế Thanh với câu trả lời này. Lựa chọn thứ hai thuộc về Phạm Quang Tuấn. Anh hãy chọn câu hỏi cho mình. Em chọn ô 25. Trong truyện cổ Cô Bé Lọ Lem, cái gì đã biến thành cổ xe ngựa tuyệt đẹp? Quả bí đỏ. Quả bí đỏ hoàn toàn chính xác. Chúng ta ghi được một điểm với lượt lựa chọn vừa rồi. Và giờ đây chúng ta sẽ gặp gỡ thí sinh Phan Viết Hậu. Em chọn câu hỏi nào? Thưa chị, em chọn câu hỏi số 5 ạ. Tên của nhóm các nhà văn Việt Nam ra đời trong thập niên 1930 bao gồm Khái Hưng, Nhất Linh, Thế Lữ và Xuân Diệu. Em không có câu trả lời. Đó là nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Như vậy là Viết Hậu chưa ghi điểm. Chúng ta sẽ tiếp tục với lượt lựa chọn của Chế Thanh. Em chọn số 36. Cũng là một câu hỏi ở mức độ dễ. Hình tượng trung tâm trong tiểu thuyết Đất Nước Đứng Lên của Nguyên Ngọc là ai? Đó là nhân vật Anh Hùng Núp. Chế Thanh cũng chưa ghi điểm với câu hỏi vừa rồi. Tiếp tục là lượt lựa chọn của Quang Tuấn. Thưa chị, là em chọn câu hỏi số 12. 42 km 195 là cự ly vận động viên thi đấu nội dung nào phải hoàn thành? Nội dung này dành đến các vận động viên chạy marathon. Quang Tuấn cũng chưa ghi điểm. Chúng ta trở lại với lượt lựa chọn của Viết Hậu. Thưa chị, em chọn câu hỏi số 1 ạ. Cũng một câu hỏi ở mức độ dễ. Vận động viên Cao Ngọc Phương Trinh vô địch SEA Games bao nhiêu? Ba lần là một đáp án chính xác. Rồi, tiếp tục lượt lựa chọn thứ 3 của Chế Thanh. Dạ thưa chị, là số 30. Một câu hỏi cũng ở mức độ dễ. Núi Ngũ Hành Sơn thuộc Đà Nẵng hay Quảng Nam? Dạ thưa chị, là Đà Nẵng. Một điểm dành đến Thanh với câu trả lời này.
lời Quang Tuấn đã đến lượt lựa chọn của em. Dạ thưa chị, em chọn số 32. Hiện tượng sắt bị rỉ sét là hiện tượng hóa học hay vật lý? Hóa học. Hiện tượng hóa học. Em đã ghi được 1 điểm. Còn Hậu, em sẽ lựa chọn câu hỏi nào đây? Thưa chị, em chọn câu số 6. Cũng một câu hỏi ở mức độ dễ. Bộ phim tài liệu nào nói về dòng sông Mekong do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện? Mekong ký sự. Hậu đã có một câu trả lời đúng, em ghi được. Và lúc này đây, bảng điểm đang cùng hiện lên để chúng ta được biết số điểm của các thí sinh. Một điều rất thú vị, cả ba thí sinh Nguyễn Chế Thanh, Phạm Quang Tuấn và Phan Quốc Hậu đều đồng được 2 điểm. Sẽ là một cuộc thực buổi thú vị giữa các thí sinh ở những lượt lựa chọn tiếp theo. Trở lại với lượt lựa chọn của Chế Thanh. Anh thưa chị, là em chọn số 12. Câu hỏi ở mức độ dễ. Người ở châu lục nào thường có mái tóc xoăn? Chị là châu Mỹ. Em chưa có một câu trả lời đúng. Châu Phi mới là đáp án đúng của chúng ta. Mời Quang Tuấn, đã đến lượt lựa chọn của em. Vậy là em chọn ô số 7. Lúc nào máy bay cần nhiều nhiên liệu hơn, lúc hạ cánh hay cất cánh? Cất cánh. Lúc cất cánh. Một điểm nữa thuộc về thí sinh Quang Tuấn. Hậu đang cười rất tươi. Em sẽ chọn câu hỏi nào? Chị, em chọn câu số 4. Để quả bong bóng bay lên được, chất khí trong bong bóng cần phải như thế nào so với không khí? Nhẹ hơn không khí. Nhẹ hơn không khí, hoàn toàn chính xác. Và đây là lượt lựa chọn cuối cùng của các thí sinh. Em sẽ chọn câu hỏi nào? Dạ, em sẽ chọn câu hỏi 20 ạ. Sử thi đẻ đất đẻ nước của dân tộc Mường hay Tày ở Việt Nam? Tôi chị là Mường. Dân tộc Mường. Hai điểm thuộc về thí sinh Chế Thanh. Giờ đây là lượt lựa chọn của Quang Tuấn. Ừ, chị, em chọn số 15. Phần lớn các bài thơ trong tập thơ Nhật ký trong tù của Hồ Chủ tịch theo thể thơ mấy câu? 5 câu. Rất tiếc Tuấn chưa có câu trả lời chính xác. Hầu hết các bài thơ trong tập thơ Nhật ký trong tù của Hồ Chủ tịch viết theo thể thơ tứ tuyệt 4 câu. Lượt lựa chọn cuối cùng của Viết Hậu. Em chọn số 2 ạ. Ngày xưa, người đi biển ban đêm có thể nhìn gì trên trời để đoán phương hướng? Chị là nhìn sao ạ? Nhìn các ngôi sao. Và Hậu đã ghi được 1 điểm cho câu trả lời này. Chúc mừng em. Âm thanh vừa rồi báo hiệu cho chúng ta biết rằng vòng 3 đã kết thúc với 15 câu hỏi của các thí sinh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lên bảng điểm để được biết vị trí của các thí sinh. Cùng với vị trí dẫn đầu là hai thí sinh Nguyễn Chế Thanh và Phan Viết Hậu. Và như vậy, hai thí sinh Nguyễn Chế Thanh và Phan Viết Hậu đồng giải nhất của chương trình Tìm Người Thông Minh hôm nay. Chế Thanh, em đã rất tốt và sẽ đem về một phần quà là một học bổng trị giá 2 triệu đồng. Quang Tuấn cũng đã rất tốt trong chương trình ngày hôm nay. Tạm biệt em và cảm ơn em đã dành cho em là phần học bổng trị giá 1 triệu đồng. Viết Hậu, cậu bé đến từ thành phố Vũng Tàu đã rất xuất sắc trong chương trình ngày hôm nay. Chúc mừng em và em sẽ nhận được phần học bổng trị giá 2 triệu đồng. Và ngoài ra, để kỷ niệm tham gia chương trình Tìm Người Thông Minh, các em sẽ nhận được kỷ niệm chương của chương trình. Và riêng hai thí sinh Chế Thanh và Viết Hậu sẽ gặp lại quý vị trong cuộc thi bán kết của chương trình Tìm Người Thông Minh. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Mesa thực hiện, được phát sóng vào lúc 18:15 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.